Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì mình tiếp tục đi bắt cua cả nhà ơi. Hồi sáng tới giờ thì ông trời cũng vẫn chuyển mưa. Tại vì mấy hôm dài thì đài kêu bão rất là nhiều. Trời đang chuyển mưa nè cả nhà. Gió thì hụ hụ luôn nè. Đó, đen tối trời luôn. Mình ở nhà hoài thì không biết chừng nào cũng mưa. Ông cứ chuyển như ông lâm râm vậy đó. Thôi, xách móc đi cả nhà ơi. Đi bắt cua. Nếu mà chút nữa trên đường đi bắt cua hay có con gì đó mình quay lại cho cả nhà xem nha. Hy vọng là hôm nay sẽ được may mắn để mà có cái clip để cho cả nhà xem. Rồi, bây giờ mình mang vớ với lại sạn đồ tiến hành xuống cái khu vực vườn lá cái dạch này nè để mình tìm kiếm cua nha. Mời cả nhà theo chân đồng hành cùng mình nha. Hy vọng hôm nay sẽ được may mắn. Đây phát hiện cua cả nhà ơi. Có không nè, không bự hay nhỏ nữa. Mình thọt vô mình thấy có mà. Thọt vô hay có mà nè. Quá trời mà luôn. Mà nè. Nhìn cũng trời ngon quá cùng ta. Mà quá trời luôn cùng cái này. Cùng được luôn anh. Có không? Đúng rồi ai. Để cua. Hơn. Đúng rồi nha. Đó. Vừa thả con cua kia, cua nhỏ. Ở đây còn cua bự. Cua này tiếng cũng bự nha. Cua này không nhỏ đâu. Cái hang nằm cụ đây. Dưới đã ghê luôn, không nằm, nằm không trên. Nó chạy ra đó. Wow. Wow. Bốn lại, ăn bốn lại. Ê. Một thước. Ủa, đã quá nha. Rồi. Lên chứ. Cua chắc lịch luôn. Lớn. Lớn. Tay mình tọt kẹp không mấy luôn nè. Rồi, ok. Rồi kẹp. Kẹp nó nằm không nha. Ơi. Ngã. Rồi. Trời đất ơi. Chết luôn rồi cả nhà. À, kẹp vô cái chỗ nằm đây nè, tự xử luôn. Cua chắc Đây, hai cánh còn cánh. Vậy có càng gì cho luộc cho con gái ăn rồi. Mất cái chị cả nha. Hai càng thì của thịt giá hay đầu, còn có một cánh nha, giá hay tứ cả nha. Nó mất gần phân nửa tiền nha. Nếu mình bán liền á, mình bán luôn á thì không mất nhiều hết. Phải có thêm cái càng kia mới được. Coi nè. Trời ơi. Hai càng. Vậy cũng là hai càng nè. Mình nó tự xử ra kẹp cái càng rồi nha. Rồi ok, vậy cũng khá là may mắn rồi cả nhà. Có cua là ngon rồi. Rồi giờ mình đi quặng tiếp nha. Có cua mình quay cho cả nhà xem. Đây phát hiện cua rồi cả nhà. Không có không. Nó xả mà. Xả mà nó đứt đựng không. Đúng rồi cả nhà. Để mình xem, bắt cua gái càng uống thiệt. Bước bự hoặc sâu lúc theo cục mới đụng cua. Cua xiên kẹp cả nha, xiên kẹp ghê luôn. Lên là kẹp lên tới đây luôn. Mình kiếm đường mình lách cho nó qua khỏi cái ẻo này nãy lên nè. Xin kẹp ghê. Lên cái này giá chợ này đứng mưa bắt cua. Lên đó đây cả nhà, gấm luôn, gấm này à, đã, sướng à, quá ngon. cái gì cháu đây. Rồi ok, xong thêm một con nữa cả nhà, hai con, thả hai con và ba con, có càng vô mình quên là chết luôn. Rồi đi tiếp cả nhà ơi, có quay cho cả nhà xem nha. Đây phát triển ăn cua cả nhà, già cả nhà ơi, ngồi già. Con thả luôn nha, cho lộn luôn đi. Tiếp bự quá. Đây phát hiện đây con dợp này cả nhà, quá đã. Đó, để bắt con dợp cho mình xem nha. Một con này, trong đây thêm con nữa nè, hai con, xịt nước rồi, hai dợp nha. Coi còn dợp nào nữa không? Đây, vừa đi tới đây phát hiện con cua này cả nhà. Đây, có giống cua bấm này. Đây này nha, cua bấm này nha. Đó. Không biết có hay là không đây. Hên xui bà cho. Rồi, cái này. Nha. Săn chỗ ở đây coi. Đây chỗ cho kìa. Chỗ vô quải. Chỗ ở đây. Khó chịu à. Lên cái nhà này. Cua bự, ồ cái gấm đã nè. Đây Nhà thấy đã không? Đó, mình biết con này bự mà. Trời ơi, gấm. Gấm này ăn cái nhức nách luôn cả nhà. Quá đã cả nhà ơi. Rồi, chổi. Cái thằng chổi để mình tranh thủ mình đi tiếp. Để nước lớn cả nhà. Nước lớn là không có làm ăn được hết trơn. Rồi, quá đã cả nhà. Xong rồi nha. Đây. Cái so. Giờ mình nghỉ mệt tí mình đi liền cả nhà ơi. Cũng tranh thủ đi, nhưng mà phải nghỉ mệt. Đây phát hiện con cua rồi cả nhà. Cái bò này nha. Mình đi có hay là không. Được rồi. Cám coi. Dạ trời. Có cái nhà. Cua già cái nè, cái gì có một khía vô. Cua già có một khía vô. Cua cả nhà. Đây. Đây có hai cua này. Đụng cả nhà. Rồi đã. Đụng rồi nha. Đụng nhỏ đây. Lên. Ủa, cô bự cả nhà ơi. Cô bự. Đây, nè. Đó. Hơn hàng kỳ già anh vô đây. Cua cốm luôn. Đây, cua nha. Ôi trời nào. Ôm luôn. Rồi tiếp cả nhà. Cả nhà ơi. Mình đi tới đây thì mình phát hiện được cái con chim này giống cua tiêu bằng con vịt chợ cả nhà. Kìa, nó là con chim này. Nó kêu chít thằng đó. Đó, cả nhà nghe kêu không? Nãy mình đi mình thấy được cái con này là tôi kêu bằng con vịt chợ nha, chắc vịt chợ quá. Đó, cái chân nữa nè, thấy không, chân giống vịt ghê không cả nhà, không khác gì con vịt luôn á. Cái mỏ cũng vậy nữa nè, mắt được cũng vậy luôn, y hệt như con vịt luôn đó nha. Mà này con mà bự ghê không đó. Vịt giờ nó chạy, nó chạy nè, đó nó chạy đó đó, nó chạy đâu rồi, lẹ ghê không, xuống rồi. Wow, mới đây mình chạy lẹ ghê đó nha. Đầu đây có con cua mà ai bắt dầu thôi. Này hên cả nhà ơi, này hên. Mình mới thả con vịt đó thì phát hiện đây cái con cua này cả nhà. Nói chung là hên xui, không biết hang này có hay không. Nhú thì bò rất là nhiều, vệt bò. Tiến hành đặt xuống đây. Thấy nước đục đục đại này, chắc có con cua cả nhà ơi. Bạo quá đó, con kêu đó, con kêu còn anh đó. Con anh kêu cái biết bay chỉ biết lội à. Đúng kẹp lên đi. Lên cả nhà ơi, xuống này kẹp ghê ta. Ôi, cua kìa. Nước lên ngày càng nữa à. Lắm đây, lắm cả nhà. Đã chưa, đã quá trời, đã cứng ngắt luôn đó. Chỗ này con vịt mà em còn chờ đó, là cái con ở đâu gấm nạn nhức nách. Chọn xong nha, con gấm đó nha. Đi tiếp cả nhà, quay con lấy ra cả nhà xem. Giờ cả nhà ơi, thì nước ngập quá trời cả nhà, lớn mênh mông rồi, hết bắt được rồi. Giờ gió cũng giông gió quá trời luôn, giờ cũng đang mưa, chuyển mưa nha. Giờ mình xuống đây mình tắm rửa xong rồi đi về. Xong rồi quay thành quả cho cả nhà xem nha. Một ngày bắt cua có được bao nhiêu nha. Rồi cả nhà ơi, thì thành quả ngày hôm nay của mình bắt cua này cả nhà. Đó, được bao nhiêu đây nè, để mình quay cho cả nhà xem nha. Cũng khá là may mắn cả nhà. Mới sáng lên rồi bắt cua nhỏ, mình thả xây qua mình bắt con đi đầu 4 lạng mà rãng kè 5 cua. Để càng cho đẹp luôn đi. Trời ơi, gì cũng may mắn rồi cả nhà. Trời thì chuyển mưa dông mình nghĩ là bắt không được luôn á, mà không ngờ bắt được vậy là cũng quá là ok rồi kìa. Nhìn thấy đã không, 5 con, nhưng mà 5 con cua này là chất lượng luôn nha, chất lượng 100%. Đập này chắc nè, gấm nè, gấm nè, gấm chắc nè, đập này cũng chắc nữa nè, 13 dợp nha. Luôn sắp sửa lớn nè, trời dòng gió quá trời luôn. Mình cũng xin tạm dừng clip ở đây nha. Hẹn cả nhà những clip tiếp theo. Nhà quý mến anh em mình thì cho xin một like lượng tí để ủng hộ tinh thần cho anh em ra những clip tiếp theo cho cả nhà xem nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.